Chiều qua, Trung tâm Y tế quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã được dỡ bỏ cách ly sau 14 ngày do liên quan đến ca bệnh COVID-19. Ngay sau khi lệnh phong tỏa cách ly y tế được dỡ bỏ, hơn 50 bệnh nhân đã được xuất viện trở về nhà sau thời gian điều trị bệnh và mắc kẹt tại trung tâm y tế này. Cùng với đó, hơn 300 y bác sĩ và nhân viên y tế của trung tâm này cũng được về nhà sau khi hoàn thành thời gian cách ly và có kết quả xét nghiệm sàng lọc 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Dự kiến sau khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng về điều trị theo mô hình bệnh viện vệ tinh.